Chúng mà đẹp đẹp, đẹp hơn trước đấy đấy không, cái phần này nó khác rồi. thì con mà không ta lên đấy còn gì nữa. Chỗ kia là con bịp bịp nhá, thật ra là các bố là cứ đâm đầu vào đấy hết cả. Con bịp con mới vào đấy. bịp tranh nhau. Huýt Chết rồi. rồi, ôi đéo đuổi. Chết, Thôi chết, đẹp quá nhỉ, ơi. thôi. Đã bù chán đấy. Con chú du bắt đấy bắt được. Bắt được rồi. Con chú y đuổi theo sau pha. Anh Huy đã, của cái đấy đã không thả đúng. Ăn phù nhau sao ấy? Phang nhau rồi. Ăn lắm thì giờ chiều à. Chưa. Khéo đây mất bịp rồi. Ăn hàng chưa anh ơi? Xa quá anh em ạ, quay là không được. Đấy. Đất thứ hai nhá. Ấy, cũng đèo kìa. Đấy. Vẫn là master già khai đào nhá. Vẫn là master già khai đào anh em ạ. Được không anh? Được. Đấy. Cuốc bèo nhá. Ok ok ok. Đây là Master Trịnh Văn Duy nhá. Vác đờ bu. Đấy. Và kia là chuyên gia chim cảnh nhưng mà lấn sân sang chim săn. Biết được con nào không? Ấy bay kìa, nó bay kìa. Ôi cô bèo bay kìa, úi giời kìa, úi giời nhìn kìa, úi giời nhìn kìa, nhìn kìa, nhìn kìa, úi giời chết. Anh ơi ra đây đi vòng bên kia anh ơi. Ôi đây này 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 này, úi trời ơi, không sao không sao không sao không sao không sao, không vô với nhau đấy. Con cò một con cò rất xấu xố ngay đây bay lên gặp ngay master mẹ lại master già nữa ngay đây luôn đấy. À đây 4 giờ đây rồi. Duy ơi, đây là gì này? Đâu xem nào. Đâu, hàng đâu? Mang úi giời ơi này. Bẹo bó đuổi trượt hai phát. Úi giời ơi, đỏ rồi. Mai ra cho con đờ bu. Ok ok ok, đẹp quá. Đẹp đấy.